Như thường lệ thì hôm nay mình lại livestream về chủ đề hôm nay, đó là về bản vẽ, đúng không ạ? Bản vẽ thì tiếng Anh đọc là gì anh em nhỉ? Đó là drawing, ok, drawing được chưa? Nhưng mà đọc chuẩn thì nó sẽ là drawing, ok, drawing. Tức là nhấn vào âm thứ nhất, thế nên cái từ in thì mình sẽ thêm dấu huyền đấy mà. Thì thường mình sẽ đọc sẽ là drawing. Ok, vừa nghe lại nhá. Drawing. Ok, một người đọc là drawing cũng được. Được chưa? Muốn muốn nhấn nhá thì mình tí nữa thì cho nó giống người bản ngữ ấy mà. Thì chúng ta sẽ đọc là drawing. Để mình viết lên đây nhá. Để viết phía đâm này. Các bạn tiện theo dõi. Draw này. Và in thì mình thêm dấu huyền. Được chưa? Thì mình sẽ viết là drawing. Được chưa? Drawing. Ok. Mọi người đọc lại nha. Drawing. Ok. Drawing. Khi mà đọc nhanh nó sẽ như này, các bạn nghe này, listen. Drawing. 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 Nghe chậm nhé, sau đó mình sẽ phát âm nhanh này. Drawing. Faster, nhanh thêm gì nữa này. Drawing. Drawing. Nhớ nhá, cái âm R ấy, được chưa? Âm R, R nặng. Thế nên chúng ta tuyệt đối không được đọc là draw, drawing như thế này, được chưa? Mà phải là âm R nặng. Nó phải cong lưỡi lên một chút. Được chưa? Thế nên mình sẽ phải đọc là như thế này. Drawing. Ok. Drawing. Alright. Thế thì bây giờ hôm nay thì chủ đề về các cái bản vẽ trong tiếng Anh xây dựng đó. Thì mình sẽ liệt kê ra một số thôi. Còn anh em mà muốn biết thêm nữa thì có thể comment bên dưới. Được chưa? Vì chương trình có hạn mà. Đấy. Tạm thời thì mình cũng chỉ nhớ như thế này thôi. Thế buổi sau thì có thể là update thêm một số cái từ vựng nữa để cho mọi người cùng học. Được chưa? Trước tiên thì chúng ta hãy tìm hiểu về cái bản vẽ là gì ạ. Dòng đầu tiên đó là bản vẽ thi công. Bản vẽ thi công đúng không? Bản vẽ thi công thì mình có những cái từ như sau. Mọi người xem nhé. Thứ nhất là short drawing. Cái thứ hai đó là execution drawing. Và cái thứ ba đó là construction drawing. Ok. Short tức là shopping ấy mà. Để cho mọi người dễ nhớ thôi, nó cũng chả liên quan đến shopping cả. Bản vẽ thi công tức là cái bản vẽ thi công hiện trường mà. Đúng không? Thì cái từ execution and construction này chúng ta rất là quen rồi. Là cái từ thi công. Và thêm một từ nữa đó là từ short. Được chưa? Vậy nên là anh chị em lưu ý nhé, chúng ta có ba cái từ đó là short drawing. Mọi người đọc lại nha. Shop. Shop là sờ nặng nhá, chúng ta không đọc là shop drawing như thế này mà chúng ta sẽ bị che che cái gì nhỉ? Nhìn rõ không? Nhìn rõ chưa? Sơ này. Chú nhìn rõ thì chú comment cho anh đấy nha. Đọc lại nha. Short drawing. Cái từ drawing thì mình viết tắt lại nó là đuôi DRG nhé các bạn nhé. Các bạn đọc lại này. Short drawing. Short sờ nặng nha. Short. Short drawing. Ok. Từ thứ hai này. Execution drawing. Execution drawing. Có thể là ánh điện nó hơi hơi chói một tí. Hôm sau mình sẽ di chuyển để cho nó sáng. Mong mọi người thông cảm nhé. Mọi người đọc lại này. Execution drawing. Tập nha, các bạn nghe, các bạn xem thì các bạn phải luyện tập theo nha. Chứ chúng ta chỉ coi như là chúng ta chỉ xem xong rồi chúng ta nghe thấy hay hoặc là như thế nào đấy, hay hay dở thì chúng ta chỉ xem thôi, nữa nó không thể thực hành được thì nó chưa chưa gọi là xem và thực hành. Được chưa? Chúng ta xem và chúng ta phải thực hành luôn thì chúng ta phải nhớ được. Mọi người lưu ý nhé. Vậy nên là khi mình đọc thì mình sẽ cố gắng chậm rãi và cho anh chị em theo dõi và anh chị em đọc theo. Được chưa? Có ý kiến đóng góp thì các bạn cứ comment. Ok, hello everybody. Hello Nguyễn Việt Anh. Quay trở lại vấn đề nha. Short drawing.
Ok. Execution drawing. Execution drawing. Và từ cuối cùng đó là construction drawing. Construction. Phải có s ở giữa là, tức là construction đấy mà, được chưa? Thì chúng ta sẽ đọc là construction drawing. Mọi người đọc lại ba cái từ này nhá, đó là bản vẽ thi công này. Short drawing. Execution drawing. Execution drawing. Và từ cuối này, construction drawing. Construction drawing. Ok, đó là ba cái bản vẽ thi công. Ngoài ra thì chúng ta khi mà làm việc với dự án nước ngoài thì nó có cái bản vẽ là working drawing, tức là bản vẽ làm việc, tức là bản vẽ nó cũng na ná cho cái từ shop drawing, nó cũng khó để phân biệt lắm. Thì ai mà làm dự án thì biết được. Đại khái là chúng ta có những cái từ như thế này. Được chưa? Rồi đọc lại nha. Shop drawing. Execution drawing. Construction drawing. Ok. Rồi, đó là xong một cái loại thứ nhất. Cái loại thứ hai đó là bản vẽ thiết kế đúng không? Bản vẽ thiết kế thì từ cuối à? Construction drawing. Phát âm sai chỗ nào nhỉ? Construction. Construction. Đọc lại nha. Shop drawing. Execution drawing. Và từ cuối là construction. Cái từ construction ở đây thì đấy, nó chỉ phát âm như thế thôi. Được chưa? Còn các bạn muốn phát âm theo kiểu khác là tùy các bạn thôi, có thể lên gì ạ? Struck. Thiếu từ struck, construction. Mình đọc nhanh thôi, mình đọc nhanh thì mình thiếu từ đấy. Ok, thank you very much. Construction. Ok. Thank you, thiếu từ S nhá, Nguyễn Hữu Hoàng nhá. Gọi là thanks như thế này, được chưa? Thanks đứng lên. Ok, các bạn trẻ bây giờ coi như là tiếng Anh rất là chuẩn thì mình chỉ chia sẻ những cái mình biết thôi, được chưa? Thế nên là có ý kiến đóng góp thì các bạn cứ comment để mình sửa, mình vừa chia sẻ mình vừa sửa, được chưa? Đó là ba cái bản vẽ thi công nhá, được chưa? Đúng rồi bạn, cảm ơn anh Võ Trọng Nghĩa nha, cái này là thanks đúng rồi đấy, được chưa? Rồi, ok, tiếp theo là drawing. Tiếp theo là cái âm tiếp theo là từ bản vẽ thiết kế nha. Bản vẽ thiết kế đó là từ design drawing, không phải là drawing nhá, mà là draw, drawing ấy mà. Cái từ in thì mình sẽ đọc là huyền, drawing như thế này, được chưa? Mọi người nghe nhá, design, design, cái âm n nó có ân cái như này, được chưa? Design drawing, design drawing. Ok. Và từ thứ bạn tức là bản vẽ thiết kế, được chưa? Thi công này, thiết kế thi công này, thiết kế này, hơi ngờ một chút. Đó là bản vẽ về gì ạ? Gì nhỉ? Bản vẽ về kết cấu, được chưa? Bản vẽ về kết cấu. Kết cấu thì chúng ta có từ structural. Structural. Ok. Đọc đọc kiểu nó rõ rõ một chút để anh em nghe mà. Structural, được chưa? Structural drawing. Nghe này ta đây một chút thì sẽ trở thành là structural. Ok. Structural drawing. Bản vẽ kết cấu này. Người đọc lại nha. Structural. Structural. Structural drawing. Bản vẽ kết cấu này. Bản vẽ tiếp theo là bản vẽ gì ạ? Kiến trúc. Vẽ kiến trúc viết đúng chưa nhỉ? Architecture. Ok, để mình check lại chữ này. Architecture. Architecture. Ok, cái kia phải là âm i nhá. Được chưa? Cái kia phải là âm i. Âm i chuyển thành âm i. Xin lỗi nhá. Architecture. Đây. Viết hơi bộ như là sang tí. Người đọc lại nhá. Mình sẽ đọc là architectural. Architectural drawing. Người đọc lại này. Architectural drawing. Bản vẽ kiến trúc nhỉ. Thế thì đây là một số cái bản vẽ, các loại bản vẽ mà trong quá trình đi làm thì anh em có thể gặp phải. Ngoài ra thì chúng ta có bản vẽ hoàn công đó. Bản vẽ hoàn công tiếng Anh là gì nhỉ? Anh em có thể comment
Xong rồi cuối chương trình mình sẽ thêm một đáp án vào nhé, bạn vẫn hoàn công. Ai biết thì có thể comment. Mình thì mình biết nhưng mà mình đợi cái đáp án của mọi người nhé. Xong rồi cuối cuối chương trình thì mình sẽ giải cái đáp án này, bản vẽ hoàn công nhá, bản vẽ hoàn công xem ai biết là gì nhá, tiếng Anh là gì. Ok, liên quan đến xung quanh cái bản vẽ thì chúng ta có một số cái động từ đi kèm, được chưa? Động từ đi kèm, thứ nhất là vẽ, vẽ vời, vẽ rồi thì thiết lập bản vẽ, thứ mình thêm từ setup vào đây. Đấy, được chưa? Vẽ từ đầu tiên đó là phải từ draw, tức là vẽ vời đúng không? Draw hoặc từ draft, tức là vẽ, cũng gọi là vẽ nhưng kiểu là gì nhỉ? Tức nói nào, từ draft nó cũng thuộc là vẽ đấy. Tức là khi mà mình gọi như là nhân viên vẽ vời các thứ ấy, thì mình sẽ dùng là draft. Bích Nguyệt ơi, cái từ as built drawing thì viết sai rồi nhá, viết lại đi. Cái từ as built tức là đã rồi đúng không? Đã thi công rồi, cái này là hoàn công thì chúng ta phải dùng từ là gì ạ? Build ở dạng quá khứ nhá. Build ở dạng quá khứ nó là as built. Chuyển âm D thành âm T. Được chưa? Chúng ta sẽ viết là as built drawing. Ok. As built drawing. Ok, quay trở lại với cái từ vẽ vời đúng không? Chúng ta có từ draw, có từ draft. Mà nhân viên vẽ thì người ta hay dùng là drafter ấy. Drafter. Đấy, là nhân viên vẽ kép. Hoặc là chúng ta có thể dùng là CAD operator. Drafter ở đây nha, thêm lui IA đây, nó là nhân viên vẽ kép. Vĩnh Nguyệt ơi, quên rồi thì học lại đi nha. Livestream hàng ngày. Chú ý nghe nha. As built, Bành Văn Tiến, đúng rồi. As built drawing. Ngoài cái từ as built còn một từ nữa nha. Còn một số cái từ nữa. Anh em chị em nào có thể biết thì comment thêm. Còn đấy, còn một số từ nữa đấy. Được chưa? Quay trở lại này, nhân viên vẽ kép này, vẽ vời chúng ta có từ draft, sau đó thêm từ ở đằng sau. Drafter. Được chưa? Drafter. Ok. Drafter. Yep. Hoặc là chúng ta có thể dùng là gì? Từ cat operator. Đấy. Đó là nhân viên vẽ cat. Nhân viên vẽ cat thì chúng ta có thể dùng drafter. Ok, hoặc là từ CAD operator. Được không? Đúng rồi, Bánh Văn Tiến chuẩn rồi. As constructed drawing. Còn một từ nữa. Cố lên bạn ơi. CAD operator. Ok. Drafter hoặc là CAD operator. Alright. Đây là xong nhân viên vẽ kép nha. Ngoài cái vẽ vời ra chúng ta có thiết lập bản vẽ hoặc là tạo lập bản vẽ thì chúng ta có từ setup. Set này sờ nhẹ nha. Setup. Setup bình thường mà. Setup a drawing. Setup a drawing. Đấy, đó là thế là bản vẽ hoặc là make đúng không? Make a drawing. Được chưa? Drawing, được chưa? Vừa đọc lại mấy cái từ này nhá, nhân viên vẽ kép này. Drafter. Đúng không? Anh em có thể đọc là A cũng hoặc là AF cũng là Drafter như thế này được, ok? Hoặc là từ CAD operator. CAD operator. Đúng không? Operator, ok? Vẽ này. Draw, ok, draw, drafter, CAD operator, setup, make, setup a drawing, hoặc là make a drawing, ok. Ngoài cái từ as built drawing hoặc là ngoài cái từ as constructed drawing, đó là cái bản vẽ hoàn công thì chúng ta còn thêm một vài từ nữa. Anh em biết thì anh em cứ comment để mọi người ấy nha. Mọi người chia sẻ với nhau nha. Ok, liên quan đến vấn đề bản vẽ chúng ta có rất nhiều từ đi kèm nữa. Thì buổi hôm nay livestream mình tạm dừng ở mấy cái từ này thôi. Sau đó hôm sau mình sẽ lại livestream tiếp. Được chưa? Từ đầu tiên đó là từ issued. Issued for. Ok. Issued for. Issued for. Tức là issued ở đây có nghĩa là gì ạ? Đó là phát hành. Phát hành nhá. Cái từ phát hành ở đây thì ví dụ như là phát hành để cho thông tin, issue for information hoặc là issue for preliminary, ví dụ thế chẳng hạn, hoặc là issue for construction. Đôi khi nó phát hành ra nó chỉ là để chỉnh sửa thôi. Còn sau này cuối cùng và sau khi approve các thứ chấp nhận chấp thuận xong hết rồi thì nó sẽ có cái bản đó là issue for construction, tức là phát hành để thi công mà.
đúng không? Được chưa? Rồi. Ở trong quá trình mà thiết kế thì cảm ơn bạn Bánh Bánh Văn Tiến nha. Rồi mình sẽ cố gắng là hoàn thiện hơn. Thì nói chung là tiếng Anh thì nó vô vàn lắm, để mà phát âm thôi thì nó cũng rất là phức tạp rồi, được chưa? Cảm ơn rất nhiều các bạn đã có ý kiến. Bây giờ vấn đề nha, thì chúng ta trong quá trình thiết kế bản vẽ rồi thì thế nọ thế kia chỉnh sửa đúng không? Thì sẽ có những cái phiên bản, ví dụ phiên bản 1 là sau khi lần đầu tiên đấy, và phiên bản 2, 3, 4 thì chúng ta có cái từ đó là từ gì ạ? Đây mọi người nhé, revision. Ok, revision, revision đó là các phiên bản 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là ABCD tùy từng công ty, tùy từng dự án này chưa. Tiếp theo là chúng ta có từ tròn. Tròn tức là gì ạ? Người vẽ, được chưa? Ok, chúng ta có từ bản vẽ, quay trở lại với một chút về các bạn comment, đó là chúng ta có cái bản vẽ gì ạ? Bản vẽ hoàn công ấy, chúng ta có từ as constructed drawing, hoặc là chúng ta có từ as built drawing, hoặc là chúng ta có từ gì ạ? As executed. Execute đó là cũng là thi công ấy mà, thì chúng ta thêm ed nó vào, nó gọi là đây này, gọi như là execution nữa đúng không ạ? Chuyển thành động từ và thêm ed vào là executed drawing, đó là bản vẽ hoàn công, được chưa? Ok, chúng ta có ba từ đúng không ạ? Tí nữa mình nhắc lại nha. Quay trở lại vấn đề này, thì chúng ta có người đã vẽ này, người đã vẽ đúng không ạ? Người thiết kế thì là design rồi đúng không ạ? Người vẽ đây chuyển thành dạng quá khứ nhá, nó sẽ là draw. Ok, và người kiểm tra đó là checked. Chúng ta đừng có đọc là checked cực nhá, được chưa? ED ngày xưa cô giáo hay hay gọi hay coi như là dạy là checked cực đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không được đọc như thế, mà chúng ta đọc là checked, K, và sau đó thêm từ T đằng sau, chữ T đằng sau, checked, được chưa? Checked. Ok, alright. Và từ cuối cùng ở đây là từ chấp thuận. Chữ chấp thuận, được chưa? Chấp thuận ở đây anh em nhìn rõ chưa? Approved, approved, approve, được chưa? Approver nữa, approved, approved. Ui, hôm nay toàn từ khó, khó quá nhỉ, khó quá đồng quá. Approved, được chưa? Approved, ok, that's good. Đúng rồi, Bánh Văn Tiến ba từ nha. Ngoài ra hình như có thêm nữa nhưng mình không nhớ, tạm thời là có ba từ, đó là executed drawing, as constructed drawing hoặc là as built drawing. Ba từ đó là bản vẽ hoàn công. Ok, đấy, nói tóm lại là có một từ nữa là cái tỷ lệ đúng không ạ? Tỷ lệ, tỷ lệ đây, tỷ lệ bản vẽ mà, tỷ lệ bản vẽ chúng ta đọc là scale. Scale ở đây có nghĩa là cái cân, được chưa? Ngoài ra thì nó có vài nghĩa là, thứ nhất là cái cân đúng không, cái thứ hai đó là tỷ lệ, và cái thứ ba nó là quy mô dự án, quy mô dự án, được chưa? Quy mô dự án, scale. Ok, mọi người đọc lại nha, từ tỷ lệ bản vẽ cho scale, âm l nó cuộn lưỡi lên một chút đúng không? Scale, scale. Ok, scale. Alright. Mọi người đọc lại những cái từ hôm nay nhá, liên quan bản vẽ này. Từ thứ nhất là drawing, drawing. Ok, từ thứ hai mà các cái từ đồng nghĩa với nhau là liên quan đến bản vẽ thi công, đúng không? Chúng ta có từ short drawing, execution drawing and constructed drawing, construction drawing, sorry, construction drawing. Ngoài ra chúng ta có từ working drawing, bản vẽ, đúng không? Anh có tài liệu anh ban chuyên ngành hay không? Anh có nhá, chú thích cái gì thì chú inbox cho anh để anh gửi cho nhá, anh có nhiều lắm, được chưa? Tiếp theo là từ design, design drawing, design drawing. Từ thứ ba này, thiết kế này, thứ ba nó là bản vẽ gì ạ? Bản vẽ kết cấu, structural drawing, structural drawing. Từ thứ tư, bản vẽ ok, bản vẽ về kiến trúc đúng không? Architectural drawing, architectural drawing.
Facebook của anh à? À, Facebook anh tí anh comment nhá. Facebook của anh là Văn Lê, Văn Lê chấm tiếng Anh xây dựng online thì phải. Được chưa? Mọi người cứ search số điện thoại của mình là ra mà, 0982252204, search số điện thoại là ra ra Facebook của mình luôn, anh em làm quen kết bạn, chia sẻ kinh nghiệm tiếng Anh các thứ, góp ý rồi thì xin tài liệu bla bla tất cả các kiểu nhá. Ok, mình chuyên về tiếng Anh xây dựng. Ok, từ tiếp theo là draw, vẽ. Draft cũng là vẽ được chưa? Và nhân viên vẽ CAD thì chúng ta có từ drafter. Ok, drafter. Ở đây có, ngoài ra chúng ta có từ CAD operator. Ok, CAD operator. Anh cho em xin tài liệu tiếng Anh chuyên ngành được không ạ? Ok, inbox đi, inbox đi anh cho. Tài liệu gì cũng có nhé, nhưng mà chú xin thì xin trong phạm vi thôi, bởi vì là học chuyên ngành thì ông làm xây dựng thì hoặc là ông làm giao thông họ đi kia thì xin 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 mấy cái tài liệu này nó nhiều lắm, mình thì mình cả một tấn tài liệu cơ về tiếng Anh chuyên ngành các kiểu, nhưng mà anh em xin dần mà học chứ đừng có học nhiều quá nó không hiệu quả đâu. Anh cho em xin lại số điện thoại kết bạn anh ạ. Các bạn có thể là kết bạn qua Facebook hoặc là comment hoặc là nhắn tin qua cho mình qua qua cái trang này ấy. Đấy thì anh em làm quen giao lưu với nhau. Còn tài liệu thì các bạn cứ in inbox nhá. Inbox ở cái trang này này có cái chỗ inbox đấy. Đó. Ok, để tí nữa mình sẽ comment vào cái tài khoản. Ok, không có thì đây mình comment luôn cái Facebook của mình để cho anh em làm quen kết bạn đây. Văn Lê chấm tiếng Anh xây dựng. Ok. Đấy, anh em làm quen giao lưu kết bạn nhé. Mình thì luôn welcome tất cả mọi người. Cứ làm quen càng nhiều càng tốt, chia sẻ với nhau. Mỗi người mạnh ở một cái thế mạnh riêng đó, chúng ta cứ chia sẻ với nhau. Mình thì mình không làm cho mấy nhà thầu hoặc là chủ đầu tư Việt Nam các thứ. Mình làm cho Úc thôi. Mình làm cho Úc. Đấy. Còn nếu mà mình làm cho mấy cái nhà thầu kia thì chắc không có thời gian để chia sẻ cho anh em rồi. Khó lắm, không không có nhiều thời gian. Đấy. Đi thi công thứ thì vất vả, nhưng mà được cái anh em có nhiều kinh nghiệm. Thì bây giờ mình đang có nhiều thời gian thì mình rất hy vọng mình sẽ chia sẻ nhiều cho anh em những cái mà mình đang có cái tư liệu đây. Mọi người cần cái gì cứ comment alo mình. Zalo có số điện thoại anh em cứ nhìn trên để mình có cái tiêu đề đây, số điện thoại. Đấy, cái thứ anh em làm quen giao lưu kết bạn. Dân dụng công nghiệp hay là giao thông có thứ mình chơi hết nha. Tiếng Anh thì mình chơi hết, được chưa? Tất nhiên là mình không thể là chơi tất cả các thể loại, nhưng mà cái gì mình biết là mình sẽ chia sẻ. Đấy, nói chung về xây dựng thì tiếng Anh anh em mình ai mình biết cái gì thì mình chỉ chia sẻ ở đấy, đúng không ạ? Ok, rồi quay trở lại với chủ đề hôm nay nhé. Thì mình sẽ có những cái từ này, xong rồi nó bên kia nó có từ issued for, tức là phát hành công bố cho cái gì đó. Tiếp theo nó có từ revision, đó là từ gì ạ? Các cái phiên bản, chúng ta không dùng version nhé, đúng không? Chúng ta không dùng version, mà chúng ta ở đây anh em làm kỹ thuật thì chúng ta phải dùng từ gì ạ? Chuyên đúng chuyên ngành của nó, đó là revision. Phiên bản 1, 2, 3, 4 sau khi chỉnh sửa xong, đúng không ạ? Ok. Và tiếp theo là có các cái nhiệm vụ các cái người vẽ này, các người vẽ, người thiết kế chúng ta có từ draw. Ok, người thiết kế chúng ta có từ design, đúng không ạ? Và người kiểm tra chúng ta có từ checked. Và thêm ED nhá. Nhớ phải lấy thêm ED này, cái này quá khứ này. Cái này cũng là quá khứ này và cái cuối cùng cũng là quá khứ này. Đấy. Không thể là không có quá khứ được. Cái này là nó là gì ạ? Là quy phạm nó là như thế rồi, chúng ta cứ phải cứ tuân theo như thế đi, đúng không? Không phải thắc mắc nhiều làm gì cả. Đây nha, approved, đúng không? Drawn, checked, approved, được chưa? Alright, hôm nay là những cái chủ đề liên quan đến cái thằng bản vẽ như thế. Thì mình sẽ hy vọng là mình sẽ nâng cấp dần những cái video này lên, tức là như thế này. Ban đầu mình sẽ làm cái video rất là đơn giản, dễ dàng để ai cũng có thể học được. Sau này thì anh em sẽ làm cái video này nó gì ạ? Phức tạp hơn một chút để anh em kết hợp thành câu, rồi thì kết hợp thành những cái bài giao tiếp hội thoại đấy, đúng không ạ?
Tiện thể đây thì mình cũng đang làm giáo trình rồi. Anh em mà có muốn mà mua giáo trình các thứ thì cứ đặt thôi, bởi vì là mình cũng đang triển khai rồi. Anh chị em cô giáo, thầy cô thứ là đang tập trung làm giáo trình xây dựng cho anh em ở xa các thứ rồi. Đấy, nên mọi người là sẽ có những cái sản phẩm như thế trong tương lai để anh em không phải đến lớp cũng có thể học được, hoặc tài khoản online thì cũng có thể học được. Ngoài ra thì mình có thể livestream như thế này nữa để mọi người có thể học. Ok. Alright. So. Alright, thank you very much everybody for watching tonight, and I hope you guys enjoy my lessons, and alright, so see you next time. Goodbye everybody.